Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông DHMT, sinh năm 1994, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Trước đó, vào chiều ngày 4 tháng 2, sau khi nhậu say, T sử dụng tài khoản Facebook TI đăng tải thông tin nội dung xe Đức Đạt tài xế Asunpa bị COVID rồi nha, anh em tài xế cẩn thận, lên tài khoản TI và nhóm 81 Gia Lai sai sự thật. Quá trình làm việc, T không thừa nhận hành vi vi phạm và cho rằng người khác sử dụng điện thoại của mình để đăng thông tin, gây khó khăn cho việc xác minh xử lý. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã xử phạt T số tiền 10 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật nói trên. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.